Quách Ngọc Tuyên tiết lộ lý do khiến vợ không ghen với Nam Thư. Khi được hỏi việc có sợ nhắc tên Nam Thư trước mặt bà xã hay không, Quách Ngọc Tuyên hài hước đáp rằng nhắc hoài chứ gì. Quách Ngọc Tuyên hiện tại có lẽ là một trong những sao nam đáng ganh tị nhất của showbiz Việt, khi cách đây không lâu anh đã khoe bạn gái vợ chưa cưới xinh đẹp và con gái đầu lòng mới chào đời của cả hai. Nhưng khán giả theo dõi về nam diễn viên chắc hẳn sẽ biết trước đó Quách Ngọc Tuyên đã có mối tình kéo dài 6 năm với Nam Thư. Thời điểm cả hai chia ly cũng đã khiến truyền thông không ít ồn ào quan tâm. Quách Ngọc Tuyên chia sẻ lý do khiến vợ không ghen khi nhắc về Nam Thư. Trong buổi họp báo tác phẩm điện ảnh mới ra rạp của mình, khi được hỏi việc có sợ nhắc tên Nam Thư trước mặt bà xã hay không, Quách Ngọc Tuyên hài hước đáp rằng nhắc hoài chứ gì. Quách Ngọc Tuyên hiện tại thoải mái nhắc đến Nam Thư trước mặt vợ. Tiếp tục được giới báo chí hỏi về việc bà xã có ghen với tình cũ Nam Thư hay không, nam diễn viên trả lời không. Thực sự thì bà xã của Tuyên và Thư biết nhau từ lâu rồi, biết từ trong sân khấu. Do ngày xưa hai chị em cũng nói chuyện và thân thiết bình thường nên ghen thì cũng không ghen. Quách Ngọc Tuyên cho biết vợ anh và Nam Thư từng là chị em thân thiết. Bà xã Quách Ngọc Tuyên nhanh chóng lấy lại dáng xinh đẹp sau 4 tháng sinh con. Cũng trong buổi họp báo, sự xuất hiện chính thức đầu tiên của Quách Ngọc Tuyên và vợ sau 4 tháng hạ sinh em bé khiến mọi người vô cùng quan tâm. Có thể thấy cô nàng đã sớm lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh và vô cùng rạng rỡ cùng chồng. Vợ Quách Ngọc Tuyên được khen lên hương nhan sắc hậu sinh con. Nam diễn viên chia sẻ sau buổi ra mắt phim trên trang cá nhân, lần đầu tiên đưa ấy ra mắt một sự kiện, hy vọng sẽ may mắn, phim sẽ được khán giả thương, kéo nhau ra rạp xem ủng hộ Tuyên. Quách Ngọc Tuyên và vợ tình cảm xuất hiện cùng nhau. Có thể thấy Quách Ngọc Tuyên và vợ vô cùng hạnh phúc với cuộc sống gia đình mới và không đặt nặng câu chuyện quá khứ. Hy vọng cả hai sẽ mãi luôn vui vẻ và ngọt ngào như thế.